Chào tất cả quý vị các bạn đã đến với Bonsai Miền Tây. Thì chắc hẳn các bạn xem kênh Bonsai Miền Tây thì đều là những người rất là yêu hoa kiểng thôi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái điểm mà để gọi là check-in đó các bạn. Check-in uống cà phê nhân dịp cuối năm rồi. Ta kiếm một cái chỗ check-in uống cà phê đó các bạn. Đó, thì đây là mình đang có mặt tại một địa điểm. Ở đây có một cái địa điểm đó là Vườn Hồng, cà phê Vườn Hồng. Đây là cái không gian của quán cà phê. Quán rất là đẹp các bạn. Nó khá là thoáng đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ mời các bạn đi vào trong khám phá như thế nào nha. Cà phê của Hồng phải không các bạn? Thì trước tiên là các bạn vô góc bên phải thì các bạn sẽ bắt gặp được rất là nhiều giống hoa hồng. Chứ mà các bạn, đây là một giống hoa hồng rất là đẹp, rất là nhiều cánh các bạn. Xung quanh đây thì các anh chị cũng như là các những cái khách đó, người ta đang đến để chiêm ngưỡng các bạn, chiêm ngưỡng hoa hồng. Đây là xung quanh cái không gian quán. Bên cạnh mình lại có một cái con hoa hồng rất là đẹp nữa đây. Mình sẽ quay review lại cho tất cả quý vị các bạn xem nha. Đây, đi dạo một vòng trong vườn hồng với khoảng rất là nhiều gốc các bạn, cả ngàn gốc ạ. Có thể thì ở đây mình theo mình biết thì cô chủ vẫn bán hoa hồng luôn các bạn. Các bạn mua thì có thể đến để chọn những cái chậu hồng mình đem về. Ở đây mình thấy cũng khá nhiều loại, từ hồng ngoại đến hồng cổ gì đó, như là hồng nhiều loại lắm các bạn. Các bạn có thể đến thưởng lãm. Đây, ở đây một cái loại hồng ở đây. Đây là một cái địa điểm mà theo mình nghĩ là các bạn yêu thích hoa hồng á, là một điểm check-in rất là tốt. Ăn dịp Tết, mình có thể đến đây uống cà phê nè, rồi xong thì mình sẽ thưởng ngoạn hoa hồng luôn. Mình phát hiện bên kia có một cái chậu hoa hồng vàng rất là đẹp. Wow, đây là một cái giống hồng rất là đẹp các bạn. Các bạn xem cái hoa nè, hoa màu vàng. Đó, bên trong rất là nhiều loại. Nó buổi sáng còn sương nữa các bạn. Rất là đẹp ha. Bên cạnh những cái loại hoa hồng ở đây thì mình còn rất là nhiều loại hoa ở đây để cho các bạn check in nữa. Thì mình tiếp tục về một số cái loại hoa nữa cho các bạn xem nha. Một loại hồng rất là đẹp, màu đỏ nữa các bạn. Đó, tuyệt vời luôn. Đó, bên cạnh những cái loại hồng này thì ở đây còn những cái loại hoa khác như là hồng nhung, hồng dây leo các bạn. Hồng dây leo kìa, có một chậu bên kia cũng khá là đẹp. Còn ngoài ra thì ở bên kia mình thấy có những cái chậu thạch thảo, mà theo mình biết thì chị Dư Quán chia sẻ thì có những một vườn hoa thạch thảo luôn các bạn. Chút xíu mình sẽ quay review cho các bạn xem. Có thể đến để check in chụp ảnh nhân dịp Tết nè. Đó, thì trước khi quay qua thảo thì mình sẽ review thêm vài cái chậu hoa hồng tuyệt đẹp cho các bạn xem nha. Đây cũng là một loại hoa hồng khá đặc biệt nữa các bạn. Ở đây các bạn nhìn nè, nó có rất là nhiều cánh và hoa thì cái dạng hoa chùm. Wow, tuyệt vời. Mình thấy cái cây này nó rất là nhiều hoa nè các bạn. Nó một số hoa thì đã tàn rồi, nhưng mà đựng cái nó hoa chùm. Cây nó cao lên khoảng mấy tấc thôi, nhưng mà hoa sum xê luôn, rất là đẹp. Đây, bên cạnh nó có một cái cây hoa hồng rất là cao đây. Mình thấy hoa và nụ rất là nhiều đây. Được biết thì cô chủ ở đây rất là thích hoa hồng. Đây cũng là một cái
là quả hồng màu vàng các bạn. Nhìn rất là lung linh, tuyệt đẹp. Chị ra sao hả? Chưa được chứ sao không? Đi từ hả? Cái một hả? Chị ra sao hả? Đang bấm luôn hả? Bấm đi, bấm đi. Bây giờ hỏi thầy giới thiệu. Bên cạnh cái những cái không gian các bạn thưởng thức hoa hồng này thì ở bên phía bên tay trái lúc các bạn bước vô, đây là một cái không gian cà phê khá là lý tưởng. Đây các bạn có thể uống cà phê và ăn sáng, người ta sẽ phục vụ tại đây luôn. Đó, một không gian rất là mát các bạn. Thì mình sẽ đi đến bên kia để mình giới thiệu cho các bạn về cái không gian của quán. Bước vào thì các bạn trước tiên các bạn sẽ thấy những cái giỏ hoa rất là đẹp như thế này. Không gian khá lý tưởng các bạn. Có những cái chậu thạch thảo nữa nè. Tím tím thì các bạn có thể tha hồ check-in sống ảo ở đây. À, phía trước thì mình thấy có một cái hoa hướng dương. Ở đây có hoa hướng dương nữa các bạn. Đó, ở chính giữa bên đây thì nó sẽ có luôn một cái chậu. Đó, các bạn xem hoa hướng dương nè. Đây là một cái gốc hướng dương, nguyên một cái vườn hướng dương luôn các bạn. Và đây là cái phía bên trong, khi các bạn đi vô thì theo cái đường này á thì có hai cái hàng cây đó rất là đẹp. Ở đây họ treo những cái băng màu đỏ, cái dây màu đỏ các bạn, suốt dọc đường đi luôn. Các bạn có thể tha hồ chụp hình ở đây. Thì đi sâu vào bên trong nó sẽ có một cái vườn hoa rất là đẹp, mình sẽ tiến vào bên trong để giới thiệu cho quý vị các bạn nha. Ở đây có những cái trái tim rất là cute. Và đây là một cái chỗ trồng lan các bạn. Các bạn ở phía sau thì có một cái khu vườn hoa thạch thảo nha các bạn. Đây các bạn có thể check in để chụp ảnh. Những cái khu hoa thạch thảo rất là đẹp này các bạn. Tím tím cả một vườn rất là đẹp, các bạn thấy có thể đến đây uống cà phê chụp ảnh. Nhưng mà theo thông tin mình biết thì có vé vào cổng nha các bạn. Đó, các bạn sẽ đến thì sẽ biết thôi. Rất là đẹp đây nè, tím tím suốt một khu vườn luôn. Thank you.
Đây là một trong những điểm khá độc đáo. Đẹp nữa các bạn, tuyệt vời ha. Các bạn chụp ảnh lên là rất là đẹp này nè, những hoa thạch thảo nhỏ nhỏ tím tím. Trong vườn hoa thì mình thấy có một số điểm để check in nè, các bạn có thể đứng lên đây và chụp ảnh với cái vườn hoa ha. Đó, khu bên đây là các bạn xem, đây là những cái trụ người ta gắn những cái lá bằng trái tim á lên nè, nhìn rất là đẹp ha. Chỗ này mình đến chụp ảnh cũng đẹp lắm nè. À, phía dưới đây là những cái hoa thạch thảo đang nở li ti li ti, thì tới dịp Tết là nó sẽ nở rộ luôn, rất là đẹp với các bạn. Thì hôm nay mình đã review một vòng cái vườn hoa hồng cũng như là hoa thạch thảo cho bạn xem, một địa điểm check in tại Cần Thơ, đó là tại đường đối diện với nông trại xanh á, xé xéo nông trại xanh á, thì các bạn sẽ tìm được cái địa điểm này. Xin chào và tạm biệt tất cả quý vị các bạn, hãy luôn ủng hộ kênh Bonsai Miền Tây và cảm ơn các bạn đã đến với kênh. Nếu thích, các bạn nào chưa đăng ký á, hãy đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi để nhận được nhiều video mới nhất từ những địa điểm mà check-in hay là cái cảnh gì đó các bạn. Trước khi kết thúc thì mình sẽ quay một xíu về những cái hoa thạch thảo cho các bạn.